Trước hết chúng tôi có lời chào nồng ấm đến quý vị khán giả của Vietface TV. Chúng tôi rất là hân hạnh được Vietface cho chúng tôi có cơ hội đứng trước quý vị để nói về cái chương trình của chúng tôi sắp sửa diễn tới vào ngày tháng 8 này. Thì ngày hôm nay bên cạnh tôi là có chị dược sĩ Kim Oanh, và chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết những chương trình mà chúng tôi sắp sửa làm để cho giúp cho những học sinh nghèo ở bên Việt Nam qua chương trình Education for the Poor. Xin chào chị Kim Dạ, chào Oanh. chào Ngày chào. hôm nay rất là vui được chị tới đây để tham dự vào cái buổi nói này về cái chương trình Education for the Poor, giáo dục và hướng nghiệp cho những trẻ học sinh nghèo ở bên Việt Nam. Và kính thưa quý vị, Hội Education for the Poor đã được thành lập vào năm 2005 do những nhóm thiện nguyện viên có ý mong muốn giúp cho con em của chúng ta bên Việt Nam. Từ 2005 tới bây giờ là được 17 năm, thì qua cái chương trình của chúng tôi, hội đã được rất là thành công trong việc giáo dục con em của chúng ta. Thì xin chị nói cho quý vị khán giả ở đây là dạ tiệc hát với yêu thương là chủ đề của chúng tôi. Tại sao chúng ta có dạ tiệc này và mong ước của chúng ta qua cái dạ tiệc này như thế nào? Dạ vâng, dạ Oanh xin chào các khán giả, chào cha. Và cái chương trình này thì dạ tiệc này thì là cái ước mong của hội là sẽ gây được một số tiền để giúp cho các em ở Việt Nam, để tại vì Education for the Poor có ba chương trình. Một cái chương trình đó là gửi thiện nguyện viên về Việt Nam để dạy cho các em hàng mỗi buổi mùa hè, nhưng mà qua 2 năm vừa rồi thì bị Covid cho nên là các thiện nguyện viên không có về được Việt Nam, nhưng mà cái chương trình mà tiền học bổng và dạy câu lạc bộ của các em đó thì vẫn diễn hành ra, thì hội mong là có cơ hội để gây quỹ nhờ các anh các chị và các bác giúp đỡ cho hội, để hội có thể giúp cho các em để có tiền, để các em rất là nghèo cho nên các em không có tiền để đi học, thì cho em các em có cơ hội để đi học, để tiến thân, để giúp cho chính mình và giúp cho gia đình và giúp cho xã hội Việt Nam mình. Trong những thời gian đó, hội vẫn tiếp tục có những chương trình khác qua Zoom chẳng hạn để cho giúp các em có cơ hội thêm Dạ vâng. để trau dồi về vấn đề học vấn, về để trau dồi về cách mà các em truyền đạt lại kiến thức của các em qua Zoom để cho các em càng ngày càng phát triển thêm. Dạ Thì vâng. cái đó là những cái phát triển mà hội Education for the Poor đã làm. Qua cái chương trình này thì có một hai em Dạ vâng. đã được tốt nghiệp bằng tiến sĩ và dược sĩ. Nếu không có quý vị thì các em sẽ không có cơ hội tiến thân để giúp đỡ cho chính bản thân mình, để giúp đỡ cho gia đình và giúp đỡ cho xã hội. Điểm mà chúng tôi muốn thưa với quý vị là ngày 26 tháng 8 này chúng tôi sẽ có dạ tiệc hát vui yêu thương vào lúc 6 rưỡi, và chị cho quý khán giả biết thêm về cái chương trình mà chúng ta sẽ có. Dạ vâng, thì dạ tiệc hát với yêu thương này sẽ xảy ra ngày 26 tháng 8, nghĩa là tối thứ 6, thì khoảng 6 giờ rưỡi chương trình sẽ bắt đầu. Có rất là nhiều MC rất là quen thuộc với cộng đồng cộng đoàn của mình, và rất là có nhiều ca sĩ tới hát và có ban nhạc The Moonflower, cho nên là Oanh xin mời cha và các bác, các anh chị em nếu mà được đến tham dự và ủng hộ cho hội. Vâng, xin cho chúng tôi có vài đôi lời bằng tiếng Anh đến những bạn trẻ sinh hoạt ở bên cộng đồng người Mỹ để cho họ biết thêm chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Hello there, my name is Father Martin Nguyen. I'm the chaplain for the Education for the Poor since 2005. And this was when it was established, founded by a group of volunteers. Our vision is to bring education to our own homeland, Vietnam, to help out poor students, students in need who don't have a mean to excel in their own education. And that was why this Education for the Poor was founded since 2005. And since then, we have had complete a lot of programs and successful programs for our students
And in fact, we did have several students who graduate colleges, universities with high education for in their master degrees, for their PhD degrees, and it happens because of you. And thank you for your support and continue to support this mean to help out young students in Vietnam. And with that being said, we will have a kind of program, music program, yes, and fundraising event program with the theme Hát Vui Yêu Thương on Friday, August 26th at Golden Sea Restaurant with different musicians and MC known throughout Orange County. And you want to say a little bit about this program to sure, young people so that they may come and involve in this beautiful fundraising event. Thank you, Father. I'm very honored to be here, to be a part of this program. I joined EFTP just last year, so this is our second, the second event for me, but I'm very, very honored. I was also a scholarship recipient for many years throughout my schooling, and also my children as well. So I know that it's very important to have the opportunity for a higher education. So I invite everyone, once you hear this invitation, please accept our invitation to join the event if you can, or participate in any way you can with the foundation so that you can lend a hand into educating our young children in Vietnam who are not able to have the same opportunity both you and I have. So I'm very honored to be here, and I invite you, everyone who has gone through higher education, you know how important that is. I invite you to please participate and please donate to the organization, to the foundation, to help other children just like your children who are in need. And I appreciate your time and effort in helping us. Và xin hỏi chị Oanh nữa là với cái dạ tiệc mà chúng ta sẽ có vào ngày 26 tháng 8 này với chủ đề hát với yêu thương, những vị quý khán giả đang nghe và muốn hỗ trợ, bảo trợ cái chương trình này, vậy họ sẽ đóng góp như thế nào? Yep. Liên lạc với ai, mua vé ở đâu và đóng góp như thế nào để giúp vào cái chương trình của chúng ta? Dạ, thì chương trình sẽ có những cái tên và những cái số phone của các anh chị mà đã ghi danh để giúp cho hội để lấy thông tin, hoặc là các bác, các cô chú nếu mà ở trong quận Cam có thể đến tiệm của con tên là TT Pharmacy để mua vé, hoặc là đến nước Mỹ Viễn Đông để mình đường Brookhurst để có thể mua vé, hoặc là liên lạc với chị Bích Thu Vân hoặc là các chị em trong hội, hoặc là lên chỗ website của hội educationforthepoor.org hoặc là email eftp.vietnam@gmail.com sẽ có thông tin và mình có thể mua vé từ đó để tham gia với hội hoặc là đến tham gia dạ tiệc của hội Hát Với Yêu Thương. Thí dụ những người mà quý khán giả mà không có cơ hội đến tham dự buổi dạ tiệc này thì họ có thể tiếp tục ủng hộ như thế nào, bằng cách nào để cho hội càng ngày càng phát triển? Dạ vâng, thưa cha, thì nếu mà muốn cho hội được phát triển thì hội rất là cần những người gọi là mạnh thường quân. Dạ vâng, thì có thể là lên website của hội, để em đọc lại là educationforthepoor.org hoặc là email về eftp.vietnam@gmail.com thì có các anh chị mạnh thường quân có sẽ trả lời những cái câu hỏi, hoặc là sẽ nhận những cái số cú phone gọi của các bác, các anh chị em mà ở xa mà không đến hội được đó, thì có thể gọi vô và có thể đóng góp vô đó, hoặc là có thể là gửi thơ, hoặc là có thể gửi các những cái check, hoặc là muốn gieo số gieo, hoặc là muốn gửi gì đó, những cái quà tặng gì của các bác, các anh chị em tới các em nghèo ở Việt Nam thì là hội sẽ nhận và sẽ trao lại cho các em. So just a few words in English again for those who cannot make it to the fundraising event, it's going to be beautiful because we have beautiful singers here and well-known MCs. Yes. And for those who can't come on this day on this night,
how are they go to going about to support in terms of financially? How are they going to do that? Can you tell let them know like how are you going to do that? Sure. If you're far and you cannot reach us, we are trying to live stream the event if possible. We're trying to work on that. But if we cannot live stream that day, you can contact through our website. It's going to be www.educationforthepoor.org, or you can email us at eftp.vietnam@gmail.com. We have volunteers who are available to answer your calls, to take in your donations, to take in your inquiries. We would love to have supporters on a regular basis because this is such a beautiful program. We educate children, young children, and we are in need of your help financially. We know that it's been hard for everyone, you know, throughout the 2 years of the pandemic. But we also ask for your donation to help the children in need in Vietnam. We appreciate your time. Vâng, một lần nữa cùng với chị Bích Phượng và chị Kim Oan ở đây, chúng tôi xin đại diện cho Education for the Poor. Cảm ơn quý vị khán giả trên Việt Face TV đã cho chúng tôi cơ hội này diễn tả những gì mà hội đã làm và tiếp tục làm cho giúp con em của chúng tôi bên Việt Nam. Chúng ta biết chỉ có giáo dục thì các em sẽ có cơ hội được phát triển về tinh thần, về vật chất, về những khả năng của các em. Thì hy vọng sự hiện diện của quý vị và sự giúp đỡ của quý vị giúp cho chúng tôi có cơ hội này để giúp cho cái chương trình của chúng tôi Education for the Poor càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp hơn. Dạ, thưa cảm ơn cha và cảm ơn chị Bích Phượng và Vietface đã cho anh cơ hội để tham gia vào cái chương trình EFTP và cũng được cái chương trình này để chia sẻ về EFTP cho toàn thế giới. Anh mong được là cơ hội này để mời các bác, các cô, các chú, các anh chị ai mà đang có một cái kinh doanh mà cảm thấy là mình muốn tìm một cái cơ hội nào để ủng hộ và trao lại một cái quà tặng cho xã hội thì xin các cô chú, các bác, các anh chị nghĩ tới EFTP và nghĩ đến các em ở Việt Nam. Oan xin cảm ơn. Vâng, cùng với chị Oan, chị Bích Phượng và một lần nữa chúng tôi xin tạm biệt quý vị và hẹn quý vị vào ngày 26 tháng 8 vào lúc 6 rưỡi chiều thứ 6 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant. Xin chào quý vị.